Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay, phụ kiện âm thanh theo não bộ xin giới thiệu với toàn thể các bác cụ loa bass đến từ thương hiệu là PIF với model sản phẩm là 12W177016. Đây là Serino nhập khẩu chính hãng của công ty PIF có trụ sở tại khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội nhé. Đấy. Magentina nhập khẩu chính hãng. Đấy. Đơn vị nhập khẩu là công ty rất nhiều chữ nhưng có hai chữ cuối là Minh Chính, thế thôi. Được chưa? Rất nhiều chữ nhưng có hai chữ cuối, em xin phép đọc công khai là Minh Chính, thế thôi. Đây nhá, những kiện nào mà chữ đỏ này là của PF và em có phải thêm một số cái của bát của mẫu khác nữa. Cái này là mẫu mã rất là giống của New Router. Em xin phép bóc luôn cho các bác xem nhé. Để giới thiệu các bác là hai cái mẫu cụ loa trong chương trình ngày hôm nay. Để giới thiệu các bác như này. Đấy. Ví dụ là giới thiệu mà có vẻ gì mà hơi quá đà hay là hơi vui tính quá thể thì các bác cùng anh em vui lòng bỏ quá cho em nhé. Bên em thì bán hàng có sao nói thẳng thế chứ không lòng vòng đâu. Đấy. Đây là cái phần cụ loa. Nó rất là giống của New Router, riêng cái phần xương nó rất là giống này. Đấy. Cái này thì em không kể nữa. Chỉ khoe thế thôi. Đây là chủ đề phụ và chủ đề chính ngày hôm nay, đó là PIF model là 12W177016. Thì em xin phép được unbox ra nhé. Có sẵn một cái kiện nào đó mà đã bóc sẵn rồi thì em là cứ thế em sẽ lật ra thôi để cho các bác cùng xem. Đây, kiện này bóc sẵn rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái củ loa bên trong nó hoành tráng như thế nào. Đấy. Thùng đóng gói rất nhiều bìa. Và đây là cái củ nó bass của PIF. Đây, model sản phẩm đây. PIF Pro Sound 12W177016. 5 châm 17cm. Quay côn là 3 inch tức là 7-5. Công suất liên tục là 600W, đánh trong vòng 8 giờ đồng hồ. Đánh liên tục 8 giờ đồng hồ. Độ nhạy tín hiệu đầu vào là 1W 1m, đo là 95dB, Ibrex 8 ohm, no max là 8 ohm, mid loss là 6,2 ohm. Đường kính 12 inch. Đấy, 12 inch. Tem này là tem dán nhưng có vẻ là cũng rất là khó bóc. Đấy. Và đây bên trong này. Đấy. Đây là dây côn này. Đấy các bác nhá. Dây côn dây đồng. Bát 30. PIF một đơn vị mới nổi trên thị trường nhưng đánh giá rất là cao. Bên em đánh giá khá là cao, nói thẳng luôn là khá là cao. Đấy, bát 30. Đấy. Mang có tẩm dầu nên là sờ vào sẽ có vết dấu vân tay luôn nếu như tay không sạch. Đấy, các bác nhé. Đây là củ nó bass PIF bát 30. Gân 2 gân. Đấy, gân 2 gân, mang tẩm dầu. Mang tẩm dầu mà gân tẩm dầu luôn. Đấy, mang này chống nước luôn nhé. Các bác đổ nước vào đây để mấy ngày giờ nhưng cũng không bị thấm xuống đâu. Màng keo các cái rất là chuẩn, chính xác luôn. Thì về công suất thì em cũng kể luôn rồi. Con này tần số đáp ứng thì em xin phép không kể không khai nhé. Cái này thì phải nắp vào thùng. Mỗi một loại thùng nó sẽ có một cái cộng hưởng khác nhau. Nên là mỗi một loại thùng nó sẽ cho ra cái chất lượng âm thanh khác một chút so với loại thùng khác. Được chưa? Nó cộng hưởng cái tiếng bass. Chứ là Nomax Inbox của nó, tần số đáp ứng Fakiram của nó là từ 62,5Hz hoặc 63Hz đến cao nhất là 2,4kHz. Đấy là cộng trừ 3.5dB, gọi là 3dB. Còn cộng trừ 10dB là vào hình như là 41 hay 42Hz, gọi là 43Hz đi. 43Hz đến 2.8kHz, nó chỉ đến thế thôi. Đấy. Và đỉnh điểm con này lên được cái cao nhất là 2.2 kHz. Nó nhún lên tí. Đấy, nhún lên tí. Thùng số hôm trước đo được ở trên hãng. Đây là bên trong. Đây là coi như cái hàng mẫu là người ta tháo ra là vứt đây. Đấy. Ok các bác nhá. Các bác nào quan tâm đến củ loa bass PIF 12W177 016 này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng bởi công ty rất nhiều chữ, có hai chữ cuối là Minh Chính, thế thôi, không kể nhiều. Đây là các bác hay là quý anh chị em nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em.
video này đơn vị tài trợ đơn vị tài trợ chính là người đang quay phim, nên là không có nhận được 1.000 nào của công ty BF để quảng cáo và giới thiệu. Nếu như công ty BF xem được video này muốn liên hệ quảng cáo và giới thiệu thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Và có gì nhỉ, có hoa hồng thì cho một bông hoa hồng không to lắm nhá. Chờ gió vui các bác vậy thôi. Ok, sản phẩm giới thiệu đến đây là kết thúc nhé. Clip lần sau thì em sẽ có nóc củ non này vào các mẫu thùng và test thử cho các bác cùng xem. Riêng video ngày hôm nay giới thiệu của Noa Bát, không giới thiệu linh tinh khác nữa. Còn cái này nó gọi là xem gió vui. Đấy. Cái này em sẽ không giới thiệu, sẽ giới thiệu trong clip lần sau. Ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip mà review có vẻ là chọc ngoáy lần sau.